có một cái trải nghiệm rất là thú vị nữa mà mẹ Mai phải chia sẻ ngay với các mẹ, đó chính là trải nghiệm chiếu tia plasma. Mẹ Thanh Mai đẻ đến em thứ tư rồi mới được trải nghiệm cái cảm giác này. Tại vì khi mà mình có hỏi bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì các bác sĩ còn nói rằng là công nghệ này mới có ở Việt Nam chưa đầy 2 năm. Thế nên là đây cũng là cái điều rất là may mắn mà phải chia vui ngay với các mẹ tới đây mà sắp sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, là các mẹ hoàn toàn yên tâm. Trước đây thì chúng ta lo hai vấn đề, đó chính là con mình khi mà sinh ra thì uống rốn bao giờ khô, có những bạn thì tận mười mấy ngày mới khô đó, và nó ẩm ướt và rất là dễ gây ra cái viêm nhiễm ở rốn của con. Thế còn đối với mẹ thì cái vết mổ nó mà lâu khô thì cũng có những mẹ bị chảy dịch này, rồi là bị tạo mổ này, thậm chí là rất là đau xót do là bị nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Nhưng mà cái tia plasma này nó là một cái tia lạnh, hàng ngày thì tối đa mẹ có thể chiếu được 3 lần. Ví dụ như là mẹ Mai chiếu được đến ngày hôm nay là 48 tiếng là được chiếu tất cả là 6 lần. Em bé thì được chiếu tia 4 lần vào rốn. Thì cái vết mổ của mẹ rất là khô, sạch, rất là thoáng luôn. Và các bác sĩ thì rất là khen vết mổ tại vì thấy nó quá là đẹp. Cái đẹp ở đây ấy, là nó không bị sưng hay là phù nề. Tức là cái tác dụng của cái tia lạnh plasma nó làm cho chúng ta giảm phù nề, giảm sẹo. Nó tạo ra một cái hiệu ứng rất là tốt để mà chúng ta có thể phục hồi vết thương nhanh hơn. Thế còn đối với bé thì cũng vậy. Khi mà rốn của em bé không ẩm ướt, nó khô nhanh như vậy ấy, thì em bé gần như là cái nguy cơ để mà nhiễm khuẩn, nhiễm trùng ở rốn là không có. Thứ hai nữa là nó rất là sạch sẽ mà có thể bảo vệ được cho bé rất là nhiều. Như em bé nhà mình thì mình nghĩ rằng là chắc là chỉ khoảng 1-2 hôm nữa là rốn khô hoàn toàn và có thể là dụng cuống rốn được rồi. À, khi mà mình được chiếu cái tia plasma thì mình hỏi bác sĩ và y tá là cái tia này nó có gây ra tác dụng phụ gì không, ví dụ như là cháy da, xém da hay là có gì đó không, thì các bác sĩ nói là hoàn toàn không có. Nó là một cái tia lạnh rất là lành và được công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới họ nghiên cứu, và nó có tác dụng làm se lành vết thương mà còn kháng khuẩn nữa, nó không có một cái tác dụng phụ nào hết. Thì nên là chúc cho các mẹ sẽ có một cái lựa chọn tuyệt vời khi mà trải nghiệm chiếu tia plasma, tăng cường sức khỏe cho mẹ, tăng cường sức khỏe cho con, và hoàn toàn là không cảm thấy một cái điều gì đấy cần phải lo lắng nghi ngại gì cả. Cái điều này là điều rất là cần thiết giúp cho các mẹ khi mà các mẹ được trải nghiệm cái cảm giác như là mẹ Mai. Mẹ muốn cho em nằm không hay là nằm ở trên đôi? Mẹ để sẽ em nằm cái này. Dạ. Mẹ nhé.